Mình đã từng làm rất nhiều video về hai trò chơi Geometry Dash và Roblox. Nhưng nếu mình có một trò chơi mà kết hợp cả hai trò vừa rồi lại với nhau thì sao? Đó chính là trò chơi nhiều Dash. Ok, tiếng Việt nghe nó hơi khó hiểu đúng không? Để mình chuyển về nó sang chuyển nó tiếng Anh này thì sẽ dễ hiểu hơn là cái chắc chắn luôn. Xin giới thiệu với các bạn Polydash. Quên, riêng cái game Geometry Dash phải bật tiếng lên thì mới chơi được đúng không? Game âm nhạc mà. Rồi, và game này có vẻ hứa hẹn là sẽ khá là giống với Geometry Dash. Người ta nói thế. Đây, khối vuông của chúng ta, khối vuông lăn lông lốc. Và chúng ta sẽ có những bài y chang như Geometry Dash. Khởi đầu Stereo Madness, những bài cái tên vô cùng quen thuộc. Và còn cả những bài siêu nổi tiếng Theory of Everything đó, Club Step. Theory of Everything 2 này. Có vẻ là những bài mà chỉ có ở trong cái game này thôi. Ok, bây giờ mình muốn khởi đầu. Đó chính là bài Stereo Madness đi. Vậy là nổi gần như nổi tiếng nhất trong cái tựa game Geometry Dash này. Ai cũng đã phải từng chơi qua. Let's go. Oh, ủa, là mình. Ui, giao diện 3D đẹp vãi. Ủa, và mình không những mình chơi solo mà mình còn chơi với cả những người chơi khác. Wow, là chơi kiểu Geometry Dash phiên bản nhiều người chơi. Ê, nhạc này như là nhạc remix à? Thế là để né bản quyền đây. Ô, oh, hay vãi. Ui. Ô. Oh. Ê, mà cái này máy bay điều khiển y chang luôn nha. Ôi trời ơi. Wow. Rồi có mấy cái đồng tiền không? Có chỗ đồng tiền giống y chang không? Y chang luôn. Ơ nhưng mà tại sao lại không ăn được tiền pha vừa rồi? Pha vừa rồi là phải có tiền chứ. Tiền từ đâu? À, game hơi lừa nhá. Quả đó là phải có tiền rồi. Rồi đoạn cuối là như là đoạn cuối là đoạn máy bay là có bay lấy tiền này. Mà thôi, bỏ đây đây tiền kia đây à? Mà thôi, bỏ đi. Mình muốn về đích rồi đã. Ê, cay thật chứ. Geometry Dash thì mình một lần thử là qua. Có cái này thì phải chết một lần mới qua được. Rồi, có một cái lỗ trên này này. Là bay lên đây đúng không? Ủa? Trời ơi, về rồi. Và... Ủa? Tuy là 100% rồi nhưng mà chúng ta vẫn đi tiếp được nha. Thả tay ra này, đó, vẫn bay à, bay lên đụng đầu vào tường. Cũng gọi là xịn. Đó là bài Stereo Madness. Ui, ui thật chứ. Đâu, 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 mình muốn đẩy lên một tí nhá. À, đẩy lên Theory of Everything đi. U. Được nhá. Ây da, ok. Tuy là mình lâu lắm mình mới chơi nhưng mình vẫn còn nhớ được một số đoạn để chơi ở cái bài này. Ui, nhạc hay quá. Ây giờ, nhưng mà hình như là nhạc này đã bị bản quyền rồi đúng không? Bài này đã bị bản quyền hay sao á? Thế thì bài Stereo Madness cũng lấy nhạc gốc đi. Sợ bản quyền gì nữa tầm này. Ê. Rồi, nhạc tôi đâu? Rồi, mất nhạc luôn. Tưng 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 tưng. Ok. Oh shit. À, có chế độ luyện tập nha, có luyện tập. Để xem bấm vào luyện tập nó có cái nhạc này không. Không. Trong này chế độ luyện tập là nó sẽ giữ nguyên nhạc. Tuyệt vời. Tại sao Geometry Dash bản gốc nó không học cái này cho mình đi? Mà mình chơi mấy cái bài VIP Pro ở trong Geometry Dash toàn là phải chơi luyện tập. Mà luyện tập là phải nghe cái nhạc rất là gọi là chiếu khọ của nó. Lưu vào đây, đó. Lưu điểm vào rồi, đi tiếp. À, ok. Vậy thì thôi, mình khỏi phải quan tâm đến cái việc là phá đảo làm gì á. Mình cứ luyện tập và mình chơi thôi, đúng không? Ok, để bay này. Ây da. À, nó không tự động lưu cho mình. Mẹ ơi. Ồ.
Ok. Lưu vào này. À. Lưu vào đây. Ok. Đây ở giữa đúng không nhỉ? Đúng rồi. Ui, mình vẫn còn nhớ nha. Lưu vào đây. Ồ. Đó cái bẫy. Đó, mình có nhớ. Trời ơi. Mượt chưa? Mượt chưa? Hơi bị mượt nha bạn. Chơi lâu lắm rồi mới chơi lại bài này mà. Cái lưu vào này. Tưng 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 tưng. Rồi này là con đi bay. Chị cùng. À nhớ vào giữa. Đâu quên mất ở đấy. Ở giữa này. Lên 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 lên. Ồ ok ok ok. Đây đây. Đi bay hơi hơi chịu một tí này. Chị cùng. Đó. Ở giữa. À chị cùng. Đâu. Cứ quên quên ạ. Bê tức thật. Yeah. Ok. Đội ơn luyện tập nhá. Đội ơn cho luyện tập. Chị cùng. Ok. Rồi, lưu vào rồi, không sợ đó. À. Chơi game nó lại là dễ. À, hơi tức nha, đó là hơi tức nha. Trời ơi. Ui à. Giá như mà Geometry Dash nó cũng đơn giản như này, có phải là vui biết mấy không? Thế thôi là xong. Zamba Theory of Everything này. Đâu? Bài đi mày khó khó nào. Cái này không có mấy cái bài kiểu không? Demon gì à? Hả? À, để cho mình test thử thế nào. Chúng ta chuyển qua đến Club Step đi. Ok. Đó là bẫy quên. Tức nha. What? Ê nhưng mà thật sự là cái giao diện 3D nó đẹp thật chứ. Không, cái giao diện 3D đây là kiểu 2.5D ấy, nó cứ nửa nửa. Chúng ta thể thấy rằng là cái vật lý ở trong cái này nó chỉ ở một cái mức độ thôi á. Thấy không? Nó ở cái mức độ nha. Nó khá là khó để mà kiểu khi mà mình đã trượt rồi á, nó sẽ rất khó để mà căn chuẩn nha. Rất khó để căn chuẩn luôn. Ok, rồi rồi. Biết là bài đó là như vậy ha. Đâu, còn bài gì đâu nhỉ? Mình muốn thử mấy bài mới đi. Ờ, cái bài mà mình chưa chơi như kiểu Polygon Fox là bài gì ta? Là Hexagon Fox hả? Ok, thử bài Euro Rap Delirium này đi. Nhạc có vẻ hay đấy. Ok. Ok. Khởi đầu khá là nhẹ nhàng. Ok. Mình đang đợi chỉ xảy ra tiếp theo đây. Đồng tiền. Rõ ràng là ăn tiền rồi nha. Quả đó là thấy ăn tiền đúng không? Ok, kẹp phứng bẫy. Kẹp phứng bẫy tiếp. Mình đi một mạch cái là tới được 60% rồi chưa? Ủa? Là khó giữ chưa? Bẫy. Bẫy. Một lần duy nhất. What the hell. Bài này dễ vậy. Bài đúng dễ rồi đó. Bài mà ở trong game này mà nghĩ ra có vẻ nó khá là đơn giản nhỉ. Chơi không có gì phức tạp lắm. Rồi còn create thì sao? Chúng ta có những bài. À đây. Có những bài của gọi là người chơi. Người ta tạo ra. Nó phải có những cái bài như vậy thì nó mới là hợp lý.
đúng rồi. Ủa sao ăn thay tổ đấy. Ê, để mình thử sớp cái bài mình chơi ra, ví dụ như nào. Mấy bài ta bài à dash đi. À, cái nào mới là dash xịn đây. Rồi cái nào cũng là hình này, sẽ biết cái nào là dash nhỉ? Dash full version đấy. Nó trông rất là không uy tín đấy, đúng không? Mấy cái này nó còn có cả hình này chứ còn dash original. Ok thử xem nào. What the hell? À, press start có nha. Press start dây. Hay à. Cái gì thế nhỉ mà vẫn làm được cái map này mà vẫn làm được. Bấm nút bắt đầu là thắng luôn. Cái gì thế? Thế mà cũng đợi làm. Mình đang mong chờ gì ở Roblox cơ chứ nhỉ? Không đúng là không có Geometry Dash đâu xịn bằng đúng là Geometry Dash gốc rồi các bạn ạ. Thôi nào, còn bài nào khó nữa đây? Ultimate Destruction ha. Sự hủy diệt tối thượng. Đâu? Để xem hủy diệt thế nào nào. Đứng lên. Rồi. Để nó xem, chống mắt lên xem là khó như nào nha. Từ từ. Mới có mười mấy phần trăm thôi. Không nên chủ quan. Bình tĩnh. Đó. Nhạc rồn rập này. Rồi căng này. Là... Ok, đồng tiền thế kia. Bỏ lỡ không sao. Ok. Lụm tiền nè. Mặc dù hoàn toàn là mình không biết từ đó, nhưng mà bấm bừa, ai ngờ lại ăn tiền. Máy bay. Chỗ này chắc là sẽ có tiền này. Có một đồng tiền ở đây này. Mình đoán như vậy. Ủa, không có à? Ồ. Ồ, tiền thì nhiều trên kia thế. Bài này nó chỉ có thế thôi hả? Nó chỉ có gọi là máy bay rồi vuông khối vuông lăn nhảy. Không có gọi là mấy con kiểu dính hay là mấy con pứng hay là mấy cái là cái con nhảy hay là chéo cháo cái gì cả. Cách đi của lại đúng là chỉ có vuông khối vuông rồi máy bay là sự phá hủy tối thượng, giữ chưa. Tối thượng, ok được. Mình đã chủ quan với cái pha đó. Ok, hóa ra là sự hủy diệt tối thượng của nó là nhắc tới chuyện đó đó, đoạn đó. Gần tới đến đích rồi mà mình bị thua, lúc đó mới là sự hủy diệt đau đớn nhất. Ok, hiểu rồi. Sự đó là, đúng là chỉ có những cái bài mà ở trong game gốc nó mới khó thôi. Đâu? Theory Everything High đi. Đó. Đó, đúng bài nó khó liền này, đúng không? Vào cái bài chuẩn nghe nó khó ngay. Hợp lý quá. Ủa cái gì đây? Ủa cái gì đây? À quên. Bấm nhiều quá. Ui. Yeah.
này à. Từ từ nha. Mình phải thử đi bài này xa một xíu này. À, bài này mình chơi cũng đã qua rồi. Mình chơi ở Roblox mà không thắng được thì hơi buồn nha. Ơ, quên. Đó là sao con đi bay. À, có tên là Silly Billy chơi cùng mình nhờ. Silly Billy ở bên Friday Night Funkin à. Rồi, thế nên đấy sợ quá ao rồi. Ui giời ơi, chơi có thế này mà đã ao. Thế, non quá. Ok, đúng thật sự là cái điều khiển của cái này, bản thân là cái giao diện đồ họa của nó đã khác với bên Geometry Dash, nên là cái để mình căn được nó chỗ chuẩn là cũng hơi khó chịu nha. Rồi, chuyển qua practice chơi cho nó nhanh này. Đã quá. Chơi game mà nó có nhạc vào đã ghê. Đúng luôn á. Một có nhạc vào cái là chơi practice đúng thoải mái luôn. What the hell? À. Từ qua. Ok, qua này đã. Ôi lâu quá không chơi bài này không nhớ rồi. Cũng gọi là đi cũng mượt mượt nhá. Đấy. Đó, chơi về sau là mượt mượt này đó. Ủa, nó có một cái quả gai xoay mà nó màu đen ạ, nó giấu ạ. Vãi chưởng, nó giấu. Hay à. Ui dồi. Ui. Đấy không, nó giấu kìa. Mết, làm đồ họa thế chết rồi. Làm thế là không được nha. Chơi thế là không được. Chơi là phải rõ ràng mọi thứ ra, người ta mới nhìn được. Chơi mà cứ dấu. Má, bấm nhầm đoạn đó là mình sẽ kiểu luôn luôn mình sẽ bay lên ở đấy. Ok. Mượt rồi đấy. À, mượt rồi đây. Oh, con chéo chéo này. Trời ơi, chỉ một lần duy nhất là mình vượt qua được chéo chéo luôn nha. Đó, hợp lý. Vòng lên trên này đó, ông xuống. Ui rồi ôi, đoạn này mình nhớ là vòng lên này rồi vòng xuống này, nhưng mà cái đồ họa này sao mà thấy, đúng không, nó che hết rồi sao thấy không, thấy được cái gai ở đâu cả. Ui giời ơi, ai mà qua được cái này á, thề luôn, qua bên game gốc chơi chắc thắng liền. Và mình đã qua được. Ok và mình chết luôn. Nó không bị như vậy luôn à? Thôi nào, biết là Roblox thôi, không có gì phải tức cả. Đây chỉ là Roblox. Thử cho qua Geometry Dash đi. Mẹ tao chơi tử tế đàng hoàng ngay nhá. Đây là Roblox nên là nó bị hơi lỗi tí thôi.
Không phải là do mình chơi gà, đây là tại vì nó là Roblox. Đó giờ đó, Roblox thôi. Qua đường ba đơn giản, Thôi được rồi, nói chung là đấy, sơ review về cái trò Polydas này nó là như vậy. Ê, có chế độ 2D à? Ê, từ từ. Vãi chưởng, nó có chế độ giống y chang Geometry Dash mà mình không biết. Hay à. What the hell? Từ đây giờ mình chơi chế độ 3D của nó. Cái này có phải dễ hơn không? Có cái này từ đầu có phải dễ hơn không? Tại sao mình lại... Ok, thôi được rồi. Nói chung là game cũng khá là thú vị. Cho những bạn nào mà không có điều kiện để chơi Geometry Dash gốc thì vào đây chơi cái này cũng được. Tuy nhiên là có quá ít, hay thậm chí là không có bài nào là VIP Pro của người chơi có thể tạo ra được ở đây cả. Mặc dù là nó có cái chế độ là tự tạo ra một cái bài mới. Đó, có hẳn cái tạo ra bài nha. Đó, có nha. Và cái game này nó làm lại được hệ thống xây dựng map của Geometry Dash vào trong Roblox. Cũng là ghê nha. Và tuy nhiên là có vẻ như là cái người chơi ở trong cái game này. Ủa? Sao thanh niên này có thể... Nguyễn Bảo Khang, sao thanh niên này có thể vào trong map của mình được? What the hell? Con đang làm dở mà sao vào chơi được vậy? Thôi được rồi, rời khỏi đi. Vâng, vừa rồi là Geometry Dash phiên bản hơi rẻ tiền một tí, thật ra là miễn phí luôn á, ở trong Roblox. Thì mình nghĩ rằng là các bạn thôi, các bạn nên, tốt nhất là nếu mà muốn chơi Geometry Dash thì nên tìm mấy cái bản free á, ở kiểu mấy cái bản sắp zero các thứ đó, chơi cái đó đi cho nó dễ, chứ đừng có chơi cái bản này nhá, nó không giúp cho bạn trình độ tăng được đâu. Nhạc nhẽo nó cũng không có nhiều nữa nên là mình chỉ chơi cho biết như vậy thôi ha. Thế nhưng mà có khi là tại vì là cái trò Polydas này là nó là một cái trò kiểu vớ vẩn ấy, nhỡ là có trò khác mà nó làm giống Geometry Dash hơn ở trên Roblox thì sao? Nếu mà các bạn biết trò nào như vậy, hãy bình luận tên ở bên dưới để mình test thử xem nó có xịn sò hơn cái trò Polydas này không nhá. Còn nếu mà không có trò nào nữa thì thôi, mình và các bạn chúng ta qua bên video này chơi game khác đi, cái trò Polydas này dẹp nhá. Rồi, mình hẹn gặp các bạn ở bên video này nhá.